Lúc này thì đã có rất đông các khán giả đều ở khách sạn The World tại thành phố Nha Trang. Đội hình của các thủ 19 Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG ở trên này gồm có thủ môn mang áo số 1 Dương Văn Lợi, cao thủ số 5 Lê Trung Nghĩa, số 6 Võ Hoàng Uy, số 10 Huỳnh Tiến Đạt, số 11 Cao Hoàng Tú, số 15 Dụng Quang Nho, số 17 Hồ Minh Quyền, số 20 Trần Bảo Toàn, đội trưởng, số 21 Nguyễn Cảnh Anh, số 29 Nguyễn Duy Thắng và số 42 Lê Minh Hiếu. Hiệp 1 trận đấu giữa hai đội bóng 19 Hoàng Gia Lai thắng. Đã có lỗi của cao thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Bán kết của giải U19 quốc gia. Một không cho cao thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Sự bất cẩn và không hiểu ý nhau của thủ môn và hậu vệ bên phía U19 Hoàng Gia Lai đã biếu không cho số 23 của U19 tuyển chọn Việt Nam Trần Danh Trung bàn thắng mở tỷ số. Trần Danh Trung, cầu thủ của Viettel. Chúng ta xem lại pha phối hợp thiếu liên lạc giữa hậu vệ của Hoàng Gia Lai và thủ môn. Pha lấy bóng bên phía cánh phải của cao thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Vẫn còn. Tuấn Anh đã bị chặn lại. Bảo Toàn. Hoàng Huy. Võ Hoàng Huy. Chọc khe. Không biệt vệ. Thi đấu không mấy hiệu quả. Lại một sai lầm nữa. Dứt điểm. Không vào. Và dứt điểm quá hiền của Lê Văn Nam. Không được. Phút thứ 20, tỷ số vẫn đang là 1-0. Từ đầu trận đấu chưa thấy Tuấn Anh có cơ hội nhiều. Tiến Đạt. Vẫn còn. Dụng Quang Nho. Quả tạt rất tốt. Rất đáng tiếc là vừa rồi Bảo Toàn lại chọn vị trí. Có được bàn thắng cứu hòa của Bảo Tạt. Rất nhanh. Xâm nhập vòng cấm. Chuyên gia không kịp dứt điểm. Tuấn Anh đã lao vào nhưng không kịp. Một lần nữa thì chúng ta thấy sự xuất sắc của Bảo Toàn. Dứt điểm. Cú sút không căng. Hoàng Huy. Bảo Toàn. Sút xa. Vẫn còn. Dứt điểm. Như vậy là đã có tiếng còi của trọng tài. Bảo Toàn. Rất hay, đã có lỗi, sẽ có thẻ chắc chắn. Số 12 của U19 tuyển chọn Việt Nam. Như vậy là một quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân đối với U19, đối với cầu thủ của U19 tuyển chọn Việt Nam. Chúng ta xem lại pha quay chậm này. Đúng là tình huống phạm lỗi với tiền đạo của U19 Hoàng Anh Gia Lai. Quả đá phạt dành cho cao thủ U19 Hoàng Gia Lai. Điểm đặt bóng ngay sát vòng cung 16m50 và đây là một cơ hội dành cho cao thủ U19 Hoàng Gia Lai. Bảo Toàn sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Bảo Toàn tuyệt vời. Tuy nhiên thì bóng đã tìm tới trúng sàng ngang. Cú đá phạt rất tốt của Bảo Toàn. Cầu thủ đã được bầu chọn xuất sắc nhất ở hai trận đấu đã qua của U19 Hoàng Gia Lai. Chúng ta xem lại. Bóng đá dội trúng sàng ngang. Trong sự tiếc nuối của Bảo Toàn và cầu thủ U19 Hoàng. Quá đông các hậu vệ của U19 Hoàng Gia Lai. Sút xa. Cú hút bóng từ xa của Văn Công. Hiếu. Tiến Đạt. Huỳnh Tiến Đạt. Quả tạt của Tiến Đạt. Cảnh Anh.
Pha dứt điểm từ rất xa. Đó là pha dứt điểm của Lê Minh Hiếu. Như vậy là một cú sút rất mạnh ở cự ly gần. Tuyển chọn Việt Nam khi mà họ thi đấu thiếu người nhưng vẫn thi đấu rất tốt và đang thể hiện rõ sự. Xuân Kiên, cú sút thẳng về phía cung thành của thủ môn Sơn Vân, vẫn là Cao Hoàng Tú đường truyền cho Bảo Toàn, dốc bóng vào khu cấm địa, đường truyền của Bảo Toàn. Có thể nói ở trận đấu này thì Cao Hoàng Tú là cầu thủ câu thẻ. Đường truyền của Hoàng Huy. Huỳnh Tiến Đạt. Rất hay. Dứt điểm. Đội trưởng Hữu Tuấn của U19 là cầu thủ chơi kỹ thuật nhất. Dứt điểm. Trung Nghĩa. Trung Nghĩa đã phạm lỗi. Trung Nghĩa đã phạm lỗi và như vậy là một chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho hậu vệ của U19 Hoàng Anh Gia Lai. Có thể nói là một giải đấu quốc tế nhưng là một giải đấu mang tính chất giao hữu và cầu thủ trẻ hãy cứ thể hiện đi. Lê Văn Nam khoảng trống dứt điểm. Cú đặt lòng chính xác, tỷ số là 2-0 cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Bàn thắng của Văn Công. Ngay sau khi đúng là bóng đã chạm tay của sẽ phải dính một quả phạt đền. Hai lần được hưởng phạt đền ở hai trận đấu trước. Và sẽ là Bảo Toàn thực hiện quả phạt đền này. Chính xác, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho các cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai. Bảo Toàn pha dứt điểm rất khó, bóng cầu Âu. Bóng đá rất cầu tế. Những năm trước thì họ tổ chức giải U21 quốc tế. Vẫn còn, dứt điểm. 3-1 dành cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Cầu thủ đã ghi bàn. Như vậy là một rồi cú sọc bóng của một cầu thủ bên phía U19 Hoàng Gia Lai đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho Xuân Kiên dứt điểm. Và bây giờ mới trở lại. Khá nguy hiểm, bóng đã tìm tới cột dọc. Pha đánh đầu tiếp theo của Khắc Khiêm cũng không thành công. Đây là pha bóng mà thủ môn của Hoàng Gia Lai đã không kịp phản ứng. Cài người rất tốt của Khắc Khiêm. Vẫn còn, Văn Minh dứt điểm. Văn Minh đã không thắng được thủ môn Dương Văn Lợi. Trong khi U19 Cao Du cũng đang là Dương 1. Lỗi việt vị của Âu Dương Quân.